Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Ngày hôm nay mình là admin thân, mình sẽ giới thiệu cho anh em một con đồng hồ đến từ thương hiệu của Nhật Bản là Seiko, với dòng sản phẩm là Seiko Presser cực kỳ cao cấp và rất là hiếm. Con này là một trong những phiên bản mà rất nhiều anh em tại Việt Nam săn đón và cả trên toàn thế giới luôn. Bởi vì cái độ đẹp và cái độ hoàn thiện của con này phải đạt ở độ rất là cao. Nhìn qua thì anh em cũng đã biết em này là em nào rồi, và mình cũng không phải giới thiệu nữa và đi vào luôn em. Nó là chiếc Seiko SSA 357 C1, rất là độc đáo, rất là đẹp mắt, là một chiếc mà rất là nhiều anh em trên toàn Việt Nam luôn luôn muốn sở hữu vì cái độ đẹp và độ hoàn thiện đạt đến đỉnh cao mà Seiko Presser đã mang lại cho người tiêu dùng. Đây, mình sẽ zoom lại cho anh em thấy cái vẻ đẹp hoàn mỹ của chiếc Seiko SA 355 C1 này. Một chiếc phiên bản nội địa Nhật với mang đầy đủ những hơi hướng và sắc màu tuyệt đẹp đến từ đất nước mặt trời mọc. Cảm giác nó rất là tuyệt vời. Ok, rồi sẽ đi vào chi tiết em nó. Em này thì có size là 42mm cùng với cái độ dày lên tay là 12mm các bạn. Bây giờ mình thử lên tay cho các bạn xem chiếc SA 355 G1 nó đẹp đến mức nào. Đây, các bạn thấy không, tay mình có cổ tay 16.5 nhưng mà lên tay thì nó rất là vừa vặn luôn. Với cái kích thước 42mm thì anh em có cổ tay từ 15.5 cho đến 17.5, 18 đều có thể đeo rất là đẹp. Đây, các bạn thấy mình lên tay không? Đẹp không thể tưởng nổi. Với cái thiết kế mà hoàn mỹ thế này thì phải nói là những làm cho người đeo trở nên rất là mạnh mẽ, rất là nam tính và lịch lãm. Ok, xong phần lên tay, mình sẽ đi qua cái phần giới thiệu về chi tiết máy em nó. Em này thì sở hữu cái bộ máy rất là mạnh mẽ đến từ Nhật Bản, là bộ máy 4R38 với 24 chân kính, cho thời gian chữa cốt là lên đến 41 giờ. Với cái bộ máy tiên tiến như này thì cái size số mà hãng đưa ra rất là thấp. Size số rất là thấp là giúp cho anh em sử dụng rất là thoải mái, mà không lo mà bị sai lệch qua từng tháng. Rất là tuyệt vời. Một cảm giác thật là khoan khoái khi sở hữu một chiếc đồng hồ SSA 355 C1 trên tay. Nếu các bạn không tin thì các bạn hãy đến ngay và sở hữu em nó, hoặc thử lên tay, các bạn sẽ biết được cảm nhận của chiếc này nó đẹp đến mức nào. Đây, quá đẹp. Thì với cái bộ máy 4R38 thì anh em có thể vừa lên cót tay đây, vừa lên cót tay trên nấm vặn như này, vặn rất là êm ái, và vừa có thể lên cót tự động trong quá trình đeo, rất là tiện lợi luôn. Đây, ok, rồi xong cái phần phòng máy thì anh em mình sẽ giới thiệu qua cái phần mặt kính. Mặt kính con này là sử dụng mặt kính sapphire nguyên khối chống trầy, rất là đẳng cấp, đến từ Seiko. Thì với mặt kính sapphire thì sẽ giúp cho anh em là sử dụng chiếc đồng hồ cảm giác thoải mái hơn, tự tin hơn trong quá trình mình sử dụng, sẽ giúp cho anh em giảm thiểu cái độ trầy xước đi, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và đến cái thẩm mỹ của chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Rồi, tiếp theo là mình muốn nói đến là cái mặt dial là điểm nhấn chính của chiếc 355 C1 này. Mặt dial thì được nhà sản xuất làm rất là trau chuốt, ở ngoài cùng là những cái đường vạch chia để giúp anh em có thể xem giờ, xem phút rất là chính xác. Vạch chia này thì được sơn màu xanh rất là nổi bật trên tông nền màu trắng. Rồi đi vô tiếp là cái vòng tròn thứ hai, các bạn sẽ thấy những cái cọc số lumen được nhà sản xuất là màu bạc được nổi lên, tạo cái điểm nhấn rất là mạnh mẽ, rất là nam tính. Và cái điều đặc biệt của nó chính là cái góc hở tim, góc 9 giờ đây, các bạn nhìn vô sẽ thấy là rất là đẹp. Những cái đồng hồ mà cơ hở tim sẽ lúc nào cũng tạo cho cái cảm giác anh em cầm lên tay nhìn lúc nào cũng cảm giác rất là đẹp mắt, nhìn rất là đã mắt luôn, rất là thích mắt, không bị nhàm chán các bạn ạ. Đó, mình cũng vậy luôn, mình cũng thích những chiếc đồng hồ cơ lỗ máy, đeo lên lúc nào cảm giác rất là sướng, rất là phê luôn. Rồi tiếp theo là cái bộ kim này, bộ kim nhà sản xuất làm là bộ kim xanh phản quang rất là tốt cho cái độ tương phản và nói là cực kỳ đẹp. Với ánh sáng chiếu mạnh thì cái chiếc kim xanh này nó sẽ trở nên trong và sáng hơn. Trong ánh sáng phòng, ánh sáng yếu thì nó sẽ lên màu xanh, nhưng khi anh em nhận ánh sáng mạnh như này, mình sẽ để góc nghiêng
thì chiếc kim nó đã đổi màu sang màu xanh rất là đẹp mắt. Đó, chiếc bộ kim lưỡi kiếm màu xanh tuyệt đẹp và Seiko đem đến cho chiếc Panorama C1 này không thể chê vào đâu được. Thì bộ kim chỉnh giờ này thì anh em chỉ cần kéo ra một nắp thế này thôi, hay cái stop để hoạt động, thì anh em chỉ cái việc chỉnh giờ rất là tiện lợi, rất là đơn giản. Đó, sau mình đóng lại, kim dây hoạt động rất là trơn tru và mượt mà. Cái góc 6 giờ là dòng chữ Presser Automatic đặc trưng của dòng Acer. Cái này logo của Seiko có 12 giờ. Dưới cùng các bạn có để ý là nhà sản xuất đã để các những cái thông tin rất là chi tiết, bảng main suspend nội địa và những thông số về máy ở dưới đây. Rất là chi tiết và nhìn rất là tinh xảo luôn. Rồi, ok, xong cái phần mặt Dio, mình sẽ đi qua cái phần mặt không. Đây, mặt không đó các bạn. Đây, mặt không được nhà sản xuất làm từ cái bộ niềng thép không rỉ 36L, cực kỳ đẹp mắt. Đây, ở cái phần niềng bên hông này thì được phay xước các bạn. Đây, phần này được phay xước, còn cái phần mặt trên ấy, trên niềng ấy, thì được phay bóng. Cái phần bên hông thì phay xước sẽ giúp cho anh em sử dụng cảm giác nó tự tin hơn, không giảm thiểu khả năng bị trầy xước các bạn. Thì mình sử dụng nó thoải mái hơn rất là nhiều, cảm giác hơn, có một sự cao cấp ở đây. Rồi trên núm vặn thì các bạn sẽ thấy logo chữ S đặc trưng của dòng Presser đây. Đây, logo chữ S làm rất là đẹp mắt. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ xoay qua cái phần mặt đáy cho các bạn ngắm. Mặt đáy chính là cái keypad cực kỳ đẹp mắt của dòng Seiko. Lúc nào Seiko cũng đem cho anh em cái cảm giác một cái keypad đẹp vô cùng, không thể tưởng nổi. Đầu tiên đó chính là cái bộ phận bánh đà được nhà sản xuất mạo gold làm nổi bật trên cái tông nền những cái chất liệu kim loại trắng, tôn lên cái vẻ đẹp mạnh mẽ cho người đàn ông. Trên bánh đà thì được nhà sản xuất khắc đầy đủ những chi tiết như Seiko Time Corp này, dòng chữ Seiko này, máy 4G38 với 24 chân kính suspend đây, rất là đầy đủ các bạn. Đây, trên mặt kính này được in những thông số top sapphire này, kính sapphire này. Đây, đây là những thông số về máy. Đây, bảng main suspend nội địa đây, Seiko, độ chống nước em này lên đến là 13, rất là tốt. Thì anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay và cả đi bơi nữa, rất là chống nước, rất là tốt luôn các bạn. 100 mét nước. Ok, rồi xong cái phần keypad thì mình sẽ chuyển qua cái phần dây, phần rất là đẹp mắt đây. Mình rất thích cái bộ dây của con 355C1 đây. Bộ dây rất là mạnh mẽ với hai phần hai bên là phay xước và cái đường giữa là phay bóng, tạo một cái điểm nhấn rất là tinh tế. Mình thích những cái bộ dây nó rất ít chia, tầm 3 đến 4 cái đường chia là được rồi. Đây, chỉ cần 3 cái đường chia này thì anh em cảm giác nó rất là đẹp mắt rồi. Anh em sờ rất là sướng tay, nhìn rất là chắc tay, cầm lên rất là đầm. Đây, bộ dây đúc đặc không rỉ, cực kỳ chất lượng và cao cấp của Seiko. Đây, quá đẹp luôn. Ok, tiếp theo mình sẽ đi đến cái phần khóa cài. Đây, khóa cài rất là tiện lợi và dễ dùng, nên chỉ cần cài lại thế này thôi. Khi anh em mở ra, ấn nút thì khóa sẽ tự động mở ra, rất là đơn giản, phải không anh em? Trên khóa cài thì có khắc cái logo của Seiko ở đây, rất là đẹp mắt. Rất là đẹp mắt. Ok, xong mình sẽ chuyển qua cho anh em xem lại phần nữa chiếc Seiko SH355C1 để anh em ngắm cái độ đẹp và cái độ tương phản cực kỳ tốt của chiếc Seiko mà hãng đã tung ra, làm bao anh em say mê và chết mê chết mệt, đẹp không thể cưỡng nổi. Từng đường nét, từng chi tiết phải nói là đạt đến độ hoàn thiện 1000%, quá là chất lượng. Những sản phẩm thuộc phân khúc Presser mà Seiko mang lại cho anh em lúc nào cũng khiến cho người nhìn cảm giác rất là mê mệt, bị đắm chìm trong những vẻ đẹp lôi cuốn mà nhà sản xuất làm ra chiếc đồng hồ Seiko Presser này, và đặt nói riêng là chiếc 355C1 này mình cầm trên tay đẹp lắm các bạn ơi. Những ngôi hãng có giá bán rất là cao các bạn ơi, đâu đó tầm hơn 1 triệu á, nhưng mà ở tại City Watch thì đã săn về cho anh em với mức giá cực kỳ hấp dẫn, trên 7 triệu một tí thôi. Thì mức giá chi tiết thì anh em có thể xem ở thông tin bên dưới mà admin có để dưới cho các bạn xem. Ok, nếu thấy hay, thấy thích thì hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube của CityWatch. Đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.